Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi làng bưởi Tân Triều nha. Xin mời. Từ Sài Gòn đi lên làng bưởi Tân Triều khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi, tùy tốc độ của mình nha các bạn. Giải ngố nói nhỏ vào đời. Ôi giời ơi, bưởi bưởi này là bưởi năm rồi hay là bưởi Tân Triều? Bưởi Tân Triều không, mà cái bưởi nó nhỏ nhỏ ha, nhìn nó đã gì đâu. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tham quan cái vườn bưởi ở Năm Hòa ở Tân Triều nha các bạn. Tham quan xong thì mình sẽ lên nhà hàng đặt đồ ăn uống. Mời các bạn theo mình. Trong đây là trái không có chỗ nào chín hết hả chú? Chưa chín còn non. Ngộ ha. Ừ, có chú này vô canh mình sợ mình hái. Trái bự gì mà vẫn chưa chín? Chú nói là trái bự lắm chứ không phải trái xíu gì đâu. Mà chín nó màu vàng. Chụp ếch, chụp ếch. À, nó rụng rúng luôn hả? À, rồi nó không có bự ra nữa, nó quên là bự ra nữa. Bự trộn nó có nó cái rúng, nó phải rụng. Mới chín. Ồ, cái này mới mấy chục trăm nè, cái bự này nè. Cái rúng này nó nở ra nè. Dạ. Mà rúng còn vẫn còn. Phải rớt luôn mới được. Phải rớt luôn, cái quần này nó bự ra nữa. Dạ. Nó mới chín. Hay quá. Cái đó là mình biết rồi. Mình mới biết được. Mà cái quần nhỏ xíu à, còn bự nữa. Dạ, còn ngón tay này nè, nó bự ra, nó thẳng da ra nó mới chín. Hay ha, trọng này cũng công phu dữ. Thấy vậy là thấy đâu có lượt. Thấy bán khách du lẹ người. Không, nãy giờ anh chạy đang tưởng thấy trái bưởi này thấy bự quá rồi, chín rồi. Ở trọng bán cũng cái này, bự chín. Người ta đem cái vụ đem vô, cái vụ mấy cái vụ ngoài nữa, 4-5 miếng ngoài nữa. Cũng có đâm quệ luôn. Đó, hái vô. À, tức là chín ở ngoài kia đang vô đây, còn cái này chưa chín. Cái này thì chưa. Cái này tới 15 năm rồi. À, canh nó 15 năm rồi. Dạ. Cây này là khoảng mấy tuổi, mấy năm tuổi chứ? Cây này cũng hai mấy à, hai mấy ba chục năm. Wow, nội cái tuổi nó không là tiền không rồi. Thôi chụp cái cây này được. Hai mấy ba chục năm tuổi á, ghê không? Dạ, ăn tiền.
khỉ này không không hái bữa vậy? Chưa. Trời ơi, bưởi ơi là bưởi. Người đẹp giữa rừng bưởi. Ây da. Bê tông mà. Đây nuôi vịt, thả vịt, gà gô, bồ câu. Đâu gà đâu, đi vô ngay đây vô luôn, vô luôn, vô rừng bưởi. Thấy chưa? Không có bưởi bự đâu, chín rụng luôn nè. Rụng luôn. Wow. Gà gô, gà gô. Bữa này giống cam á ta? Bởi vì em nói cam. Có cây cam. Cam hay bưởi, cũng bưởi luôn á. U cha con gà. Gà gô bự. Nó ăn chuối. Cái này cây cam rồi. Qua đây bụi cam. Đó. Mấy con gà gô kìa, đi coi kìa, nó đi kiếm chạy đi chưa. Thì bên đây vườn cam. Cam hay bữa thôi. Coi rụng chưa? Coi rốn là rụng chưa? Rốn này chưa rụng. Cái rốn đó, rốn bưởi. Đây, chưa hả? Chưa đúng không? Nhưng mà cái rốn nó cũng đâu có giờ thấy. Nó nhô ra chứ hả? Nó phải nhô chứ ta. Nó có cái chấm đen á, chừng nào rụng cái chấm đen đó, em thấy không? Ông nói cái rốn là cái chấm đen đó, thấy không? Nó rụng cái đó rồi cái nở cái đó to ra thì mới đúng. Này rốn nè, nó rụng rồi nè. Tuy nó nhỏ mà rốn nó rụng kìa, thấy không? Ừ, cái rốn nó rụng rồi. Nó phải to ra tí nữa nó mới chín. Cũng là bưởi đi. Nói vậy chứ vẫn cứ đi. Miệng nói nhưng mà chân thì vẫn cứ bước tới. Rồi.
trái đó là được hái hả ta? Được hái trái đó hả chú? Được trái rồi. Sao hái được trái đó rồi? Khổ mua. Gà gô nó kêu á. Gà gô hả vậy? Gà gô kìa, nó đứng nó kêu kìa. Thấy con nào đâu trời. Sau khi tham quan một vòng cái vườn bưởi Năm Huệ ở Tân Triều thì tụi mình đói bụng rồi, tụi mình ghé vô nhà hàng để ăn nha. Đây là mấy bạn mà chở đồ ăn đi các cái khu vực chòi của mọi người ngồi đó. Hôm nay là ngày cuối tuần, thành ra du khách đến đây cũng rất là đông nha các bạn. Xe hơi, xe Honda đi rất là đông luôn. Thành ra là tất cả các chỗ trong nhà hàng đều đã có khách hết rồi. Mình phải đi kiếm bàn để ngồi, đi tuốt vào trong luôn. Thì đang đi kiếm bàn đây, chắc anh trong mới có bàn quá. Cuối cùng cũng có chỗ ngồi sát tận cùng bên trong luôn và phải lên lầu. Và đây là cái menu các món ăn và rượu bưởi rồi nè các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Ở đây món ăn thì cũng khá đa dạng, giá cả thì cũng hợp lý. Tuy nhiên là ngày cuối tuần nên khách rất là đông. Thật ra mình phải chủ động nhiều thứ lắm. Mình phải đi lấy chén, đi lấy muỗng, đi lấy nước mắm, nước tương, ớt. Chứ không thôi là đợi các bạn phục vụ rất là lâu nha các bạn. Uống rượu bưởi, ăn bì bưởi thôi bà con ơi. Bì bưởi chiên giòn. Để ra thử anh. Để ra hả? Trong đó có vỏ bưởi gì vậy? Vỏ bưởi trắng á. Bì bưởi chiên giòn. Nói hồi là liếu lưỡi luôn. Giống như cũng bột chiên. Có bưởi trong. Nó trời có hơn không? Đang khó khăn. Đang thời buổi khó khăn. Lên món mới. Làm miếng rượu bưởi. Quất con tôm. Thơm. Đây. Tôm nhậu với tương ớt. Tương ớt với lại rượu bưởi nha bà con. Năm tuổi. Tươi ngon. Vô mấy vậy? Đây, món mới nha bà con. Lẩu gì? Em kêu lẩu gì? Thập cẩm mà. Nấm rồi. Thì nó ta lã đây. Cá cẩm nè, cá hạt lát. Wow. Hạt lát, hạt gì tự lắm. Quá trời cái lẩu luôn. Đâu, đúng rồi coi.
đậu hải sản hả? À, đậu lộn thập cẩm. Thập cẩm, thịt tôm gì, u nấm gì quá trời. Tôm, quá trời tôm. Trời. Tôm chiên vừa mới tới, có cái gì trong? Tôm. Không được á. Tôm chiên hải sản nè. Đây, một chiến sĩ sau khi nhậu tông chai rượu bưởi đã gục ngã. Sau khi ăn chơi đã đời thì tụi mình nghỉ ngơi tí xíu rồi về trong ngày luôn nha các bạn.